Thời điểm bây giờ là trong cái thời điểm khủng hoảng nhất về ô tô luôn. Vì sao em lại nói là như vậy? Vì giá thì rất là cao, xe thì không bắt được. Nhưng mà rất là may mắn khi mà em đã bắt được cho mình một chiếc xe Ford EcoSport đời 2018 nhé. Đối với đời 2018 này thì nó sẽ là form dáng hoàn toàn khác so với 2014, 15 và 16 này. Form dáng mới 2018 số tự động Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất, với lớp sơn màu lâu cà phê, lâu sô-cô-la đi, màu lâu rất là đẹp và sang. Thiết kế này các bác nhìn cho em này, form dáng mới rồi. Điểm nổi bật nhất trên mặt ga lăng là những đường dập lồi này. Phần lốp thì la răng to bản rồi, một chút em sẽ quay. Và bây giờ thì em đang chào bán chiếc xe này với giá là 535 triệu. Vậy là chiếc Tucson và chiếc EcoSport này là ngang hàng nhau rồi, bằng giá nhau. Thiết kế ở cái phần em thích ở chiếc xe này đó chính là mặt ga lăng cũng như là cái thiết kế của cái đèn pha này. Đèn halogen siêu sáng cho em, cực kỳ là sáng và xà trong nhá. Buổi tối bật lên rất là trong đèn này. Có đèn gầm sát cạnh nhau luôn nhé. Bình thường những xe khác thì nó sẽ đèn pha ở đây và đèn gầm tận ở dưới cơ, nhưng cái đèn này ở gần nhau luôn, nên là khi mà nó pha ra một phát sáng lắm luôn, cực kỳ sáng luôn. Có 4 mắt cảm biến va chạm phía trước này. Và với cái mặt ga lăng, với những cái thanh ngang được ốp mạ chrome rồi, nhìn đằng xa rất là sáng, rất là sang luôn. Mắt cảm biến va chạm phía trước thì có 4 cái nhé. Phía sau thì một chút nữa em sẽ quay khách hàng nhà mình. Đường dập lồi này em đã mở sẵn cánh cửa rồi, thì em sẽ quay cho mình đường dập lồi để sắc nét. Còn khớp lối, các bác nhìn khớp lối cho em này, khớp lối rất là khít luôn. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng này, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ. Hơi bắn một chút vì về phát là lên sóng luôn. Tính em là nóng là xào luôn, về phát em xào luôn. Xin nhan chân gương rồi, ốp mạ chân kính cho em ở viền này, gương kính thì liền đời đẹp cho em. Đối với đời 2018 này thì nó sẽ khác gì so với đời 2016 nào. Bản này cũng có cửa lóc nhá, đã là EcoSport bản Titanium sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em này. Có đề lỗ thông minh này, và lên cho em một cái màn hình này, màn hình cỡ lớn rồi, rất là đẹp luôn. Lấy gió này, sấy sưởi kính này, lấy gió này, lấy gió phần dưới này, phần trên này, điều hòa mát lạnh, auto sấy sưởi kính mắt cho em nhé. Có cổng hai cái cổng sạc này. Đấy, các bác nhìn cho em này, rất là đẹp luôn. Cái tay cầm của củ số này còn sáng đẹp cho em. Rất là nhiều option luôn rồi. Túi khí an toàn đối với bản này cũng rất là nhiều túi khí nhá. Bản này phải rơi vào xem là bao nhiêu túi nè. 10 túi khí, 8 đến 10 túi khí, rất là nhiều luôn. Có cái cốp phụ như thế này đẩy đồ cho em này. 535 triệu, nếu như bác nào thật sự yêu thích thì nhấc máy lên và gọi cho em qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như là hỗ trợ một chút gì đấy. Ví dụ như các bác nào ở gần, quanh quanh 100 cây, em sẽ hỗ trợ free ship cho mình. Còn nếu như bác nào ở xa thì cho em xin một chút tiền xăng để em nhờ bên thứ ba vận chuyển giúp mình. Từng con ốc nhỏ nhất cánh cửa này không hề bị rão, không hề bị mở này. Khóa cửa cho em này. Đấy, khóa mở này. Khóa mở ở trên luôn, cái phím bấm mà bên bác nó ghế phụ cũng có mà ghế bác tài cũng có nhé. Khóa mở cửa cho em. Quay cho khách hàng nhà mình xem keo chỉ zin ở bên phần cánh cửa này, cũng như là nút bấm đinh tán này. Từng con ốc này, táp ly không nói đến, vì sao, vì rất là đẹp rồi. 5 chỗ gầm cao thì sẽ thiết kế cho em có một cái bệ bước chân lên xuống này, ốp mạ chrome cái bệ đấy luôn, rất là sáng và sắc nét này. Sticker nhà sản xuất này, từng cái móc khóa, từng con ốc nhỏ nhất cũng đẹp, ghế da đẹp cho em. Trên những cái má ghế như thế này cũng có cho em là túi khí an toàn này. Bản này rất là nhiều túi khí luôn. Ở bên hông này cũng có nhé, bên hông kia cũng có này. Trên cánh cửa ở khu vực đây, ở chân mình cũng có luôn nhé. Rất là nhiều túi khí an toàn được trang bị quanh xe. Táp ly cửa phía sau cũng vậy, rất là đẹp cho em. Táp ly nó thiết kế kiểu hoa như thế này, không hề bị mòn này. Móc khóa cửa này, mở tay nắm cửa mở ra này, cực kỳ sắc nét cho em. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. 4 quả loa to bản trang bị 4 bên cánh cửa đẹp rồi, có cửa trời. Và phía sau cái này thì cũng có cho em cái cổng sạc 12V bên ghế phụ này. Bên hai bên luôn nhé, bên ghế phụ đều có cổng sạc 12V. Nếu như các bác nào ở dưới này thì cũng có thể mở cho em này. Khóa cửa luôn ở cái phần kia cho em này, khóa này, thiết kế rất là tinh tế luôn.
sợ ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực Bác Tài. Nếu như Bác Tài vừa lái xe, tập trung lái xe, vừa phải quan tâm đến những người xung quanh thì rất là mất tập trung, rất mất an toàn đúng không ạ? Nên thiết kế mở khóa cửa, chốt cửa cho luôn những cái hàng ghế phụ. Thì các bác có thể giúp đỡ Bác Tài là gì? Khi mà con đòi sợ con như thế nào, hay là các bác có khóa cửa như thế nào, thì những người phía sau cũng có thể giúp mình. Ở phía trước có 4 mắt cảm biến va chạm, thì ở phía sau cũng có 4 mắt cảm biến va chạm này. Và riêng đối với dòng Eco Sport như thế này, thì khi đeo một cái ba lô trên lưng như thế này, một ba lô con cóc này, thì các bác đoán ngay nó sẽ là Eco Sport rồi. Mở cốp thì có nút mở một chạm thông minh, bấm vào đây một phát là khoang cốp nó sẽ mở như thế này. chuẩn xe gia đình rồi. Vẫn còn giấy ướt của con, khẩu trang này, trông nó hơi luộm thuộm một chút thôi, nhưng mà đấy là xe mộc rồi. Thực chất là xe dân chạy nó chỉ thế thôi. Đến các bác mua về cũng chỉ để cho vợ, cho con, cho cậu ấm cô siêu nhà mình đi thôi đúng không ạ? Cho lóc nhà nhà mình đi. Một mẫu xe 5 chỗ gầm cao cho nó thoáng. Khăn ướt của trẻ con lau giày này, đầy đủ cho em. Đấy, cốp này. Dụng cụ tăng kích lốp sẽ để ở đây nhá, vì cái lốp sau cua nó đã để ở cái ba lô đeo trên lưng rồi, nên là ở phần dưới này nó không giống như những dòng xe khác, nó không có lốp sau cua ở trên kia nữa. Mở cốp ngang ngược với cái đôi thụt rất là nhẹ nhàng này. Từng con ốc nhỏ nhất phần khoang cốp này, nút bấm đinh tán này còn đẹp cho em. Gioăng cửa này cũng như máng nước, phần gioăng cửa ôm trọn vẹn cho em hết. Phần khoang cốp rất là đẹp luôn. Có móc khóa đây. Quay chi tiết nhất nên là các bác cố gắng xem hết video giúp em nè, vì em quay chi tiết nhất để những khách hàng là ở xa Cần Thơ, Đắk Lắk không thể về trực tiếp xem xe được thì cũng có thể qua video của em xem hết được. Xem hết được video này thì sẽ biết được tình trạng xe như thế nào, vì em Hương quay rất là thật luôn. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu đây này. Nếu như ngoài đô thị thì chỉ có mất 4,9 lít cho 100 cây thôi, còn kết hợp thì có hơn 6 lít thôi, còn trong đô thị cũng chỉ có hơn 8 lít thôi. Đấy, rất là siêu tiết kiệm cho em. Siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá, bản Titanium. Em sẽ test xong này, đóng cửa vào để quy quay vòng tròn sang bên kia thì sẽ không phải đóng cửa nữa, để các bác nhìn được form dáng của em nó. Và khi đứng sang sườn bên này cũng vậy luôn. Cảm giác gì à? Màu sơn này rất là sáng đẹp này. La răng thể thao phanh ABS này. Cái lốp xe nó còn ăn cả những cái hòn sỏi vào đây như thế này, là sao nó phải khít thì mới ăn được. Giống như đôi dép mình đi hết ma sát rồi, trơn tuồn tuột, làm sao dính được cái gì vào, chỉ có trơn trượt mặt nó thôi đúng không ạ? Lốp xe cũng vậy luôn. Hàng ghế da các bác nhìn cho em này, siêu đẹp luôn. Đây, cái nút khóa mở này. Các bác cũng có thể khóa mở cửa khi mà ngồi ngay cái hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai khóa mở cửa luôn, thích mở ra, thích đi ra thì tự mở tự khóa này. Ghế da đẹp căng cho em. Hàng ghế thì rất là rộng rãi luôn. Cửa lóc đầy đủ cho em, form dáng mới nhất đây. Nhấc máy lên ngay và gọi cho em qua số hotline 0354602790, hoặc đến trực tiếp chạy thử xe để cảm nhận xe với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 4 quả loa to bản trang bị bên 4 cánh cửa đẹp này. Em sẽ phát cầm chìa khóa này. Đó, hệ thống đây. Đây là hệ thống của đèn chiếu nhá. Auto cho em này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Trên vô lăng thì có khẩu lệnh nghe gọi cho em. Có khẩu lệnh nghe gọi này. Đề lộ thông minh start top. Có hỗ trợ trơn trượt đổ đèo này. Đấy, hệ thống auto có hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, cũng như là có gì nhỉ? Chống trơn trượt này, có đổ đèo này. Đấy, em đang mở cái mở lên này thì nó đang báo là em đang mở cánh cửa này. Chạy chuẩn này. Đấy, km chạy chuẩn em báo luôn cho mình. Màn hình này cỡ lớn cho em, to rồi, rất là đẹp. Đề lộ thông minh, điều hòa gió mát này, trơn trượt đổ đèo có luôn. Số tự động, gương này, hệ thống cửa lóc này. Em rất thích mở những cái hệ thống cửa lóc như thế này ra này, các bác nhìn cho em này. Đó, nhẹ nhàng không ạ? Đóng mở nhẹ nhàng luôn nhé. Phanh tay đẹp, sắc nét luôn, không hề một chút tì vết nào, rất là đẹp này. Tổ hợp vô lăng có rất phím bấm tăng giảm giọng nói nghe gọi rồi. Vô lăng thì không hề bị sòn, không hề bị rách mục một chút nào luôn. Điều hòa thì mát lạnh cho em. Hôm nay Hải Dương hơi mát rồi, bật điều hòa như thế này nó hơi lạnh ấy. Khóa mà mở này. Kính thì auto tự động cho em rồi. Có hộp để đồ. Trên cánh cửa 4 quả loa to bản và rất là nhiều túi khí an toàn được trang bị quanh xe. Em sẽ mở khoang động cơ máy móc lên, mở trái tim của chiếc xe nhé. Đây là khu vực bánh trước này.
la răng thể thao, phanh ABS và đi đến khoang động cơ máy móc trái tim của chiếc xe. Em đang cho lổ máy này, như các bác có thể nghe này, cực êm này, rất là nhẹ nhàng luôn đúng không ạ? Đấy, khách hàng nhìn này, bác chủ cũng có cái mục đích sử dụng mua xe nhưng mà lên đòi không đi đến nhà rất là nhiều xe nên đã bán lại cho em. Nên là với cái mục đích sử dụng khách hàng nhà mình nhìn này, chất lượng xe này, mặc dù bên ngoài nó có hơi bụi bẩn một chút nhưng khoang động cơ máy móc thì em phải gọi là siêu xuất sắc nhá. Đang cho lổ máy đây ạ. Lốp làm mát này, cụ giảm chấn giảm sóc này, cũng như là cái phần tai đèn không hề bị đâm xô. Nếu như đâm xô có làm đẹp như thế nào cũng không thể được như ban đầu đúng không ạ? Gầm bệ, khung rằng thất xi đẹp căng cho em này, hút chấm sơn còn nguyên này, nhẹ nhàng chưa ạ? Keo chỉ zin nắp capo đẹp này, từng cái gioăng cũng còn đẹp nguyên. Lỗ của nhà sản xuất này, mốt bấm đinh tán này, đến cái thảm đây ạ. Đời 2018 thì làm sao mà lát được đúng không ạ? Thảm này, giảm tiếng ồn, giảm nhiệt cho em. Nói chung là nếu như mà các bác có cái tầm kinh tế hơn 500 để chọn một chiếc xe thì em nghĩ một là EcoSport đang đứng trước mặt khách hàng đây, 535 triệu. Hai là Tucson gầm cao cũng 5 chỗ ngồi, 535 triệu, toàn toàn hợp lý với giá trị tiền xe cũng như là giá trị tiền mua được một chiếc xe đẹp nhé. Vừa rồi thì em đã quay cho mình một chiếc xe, một mẫu xe Ford EcoSport bản Titanium cao cấp nhất đời 2018, số tự động, trang bị động cơ 1.5, giá chào bán 535 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích mẫu xe này, nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương qua hotline 0354602790. Và cũng đừng quên rằng hãy mở nút đăng ký kênh, bấm nút theo dõi, thích trang và đăng ký kênh của em Lê Hương. Khi mà em Lê Hương update những video mới nhất lên hay là có những buổi báo giá review chi tiết thì các bác sẽ là người đầu tiên thích dòng xe nào, mẫu xe nào, tầm tiền, phân khúc như thế nào, mục đích sử dụng hợp với nhà mình mà ưng ý thì hãy gọi cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại, kết thúc video ở đây. Các bác khách hàng nhà mình cố gắng xem hết video của em, vì một chiếc xe đẹp nên em sẽ quay hơi dài một chút nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.